Giao thông trên đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã tê liệt hoàn toàn sau vụ tai nạn giao thông mà chỉ cần nhìn hiện trường người ta cũng phải thót tim. Sáng 8 tháng 5 năm 2023, Chỉ huy đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này vừa phối hợp giải quyết hiện trường vụ xe khách tự gặp tai nạn khiến đường Vành Đai 3 trên cao bị tê liệt nhiều giờ. Trước đó, tối 7 tháng 5, tài xế 42 tuổi trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, lái xe khách loại 45 chỗ chạy trên đường Vành Đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì. Khi xe khách đến khu vực Hồ Linh Đàm thì bất ngờ bị nổ lốp, mất lái và xoay ngang, chắn toàn bộ đường Vành Đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì. Đáng chú ý, phần đuôi xe khách hút văng lan can đường khiến chiếc xe suýt rơi xuống dưới, một phần chiếc xe nhô khỏi đường vành đai. Vụ việc khiến hàng chục hành khách trên xe bị hoảng loạn. Vụ việc không gây ra thương vong nhưng khiến giao thông bị tê liệt, ùn tắc kéo dài. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông số 14 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với đội cảnh sát giao thông phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai tổ chức phân luồng, cứu nạn phương tiện sớm thông tuyến. Đồng thời, các đội cảnh sát giao thông số 6 và số 7 cũng phối hợp phân luồng phương tiện từ xa để giảm áp lực phương tiện lên đường Vành Đai 3 trên cao nhằm giảm ùn tắc. Để cứu hộ phương tiện, lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu loại 50 tấn. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 8 tháng 5, công tác cứu nạn cứu hộ mới hoàn thành. Phương tiện lưu thông trên tuyến Vành Đai 3 trở lại bình thường.